Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Duy Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha mọi người. Với video này thì nói về cái vấn đề liên đấu thì cho đến hiện tại bây giờ thì gần kết thúc ha. Đến ngày 28 là kết thúc liên đấu rồi. Và hiện tại Khải chỉ còn 4 trận cuối cùng rồi nè. Nên là ngày hôm nay Khải sẽ lưu lại 4 trận cuối cùng này cho anh em xem. Ở những trận ngoài thì Khải không có thời gian, nói chung là cũng không có làm video nè. Nên là cho anh em xem được. Tao giờ hiện tại Khải đang còn 4 trận cuối cùng và trưa ngày hôm nay Khải sẽ quyết định 4 trận cuối cùng này để xem thử Khải có lên được hạng 1 hay không nha anh em. Và so với hiện tại bây giờ thì Khải sẽ là người nằm chắc top 1 2 3 4 rồi anh em ạ. Còn nếu mà còn khoảng tầm 3 2 đến 3 cao thủ sau họ chưa đi thì không biết là có còn giữ hạng được hạng 2 hoặc là hạng 1 hay không, hạng 3 hạng 4 hay không thì cái này Khải chưa biết. Anh em cùng xem lại 4 top cao thủ từ 1 đến 10 cho anh em xem nha. 10 top cao thủ từ 1 đến 10 nha. Đây, hiện nay thì Tân Thái Tử ngày 10 kiếm thắng 38 thua 10 và đã đi độ 48 trận. Rồi tiếp tục đây là Khải. Khải đã đi mới 44 trận thôi, còn 4 trận nữa. Nếu mà Khải win thêm 1 trận nữa thì Khải lên top 1. Chỉ cần win 1 trận nữa là Khải lên top 1. Thắng 37 thua 7, 84%. Tiếp tục. Hạng 3. Hạng 3 thì thắng 37 thua 9. Còn 2 trận cuối. Ở cái liên đấu này là liên đấu tự do anh em, liên đấu tự do anh em. Đây là cái bang. Login cái bang thắng 35 thua 13. Ông cái bang này khá là khỏe nè, Khải thua ông 1 trận và anh 1 trận. Sơ hở ông 2 kỹ năng mà sơ hở đập 2 cái chết, đập móc 101 mà đóng 2 cái chết nè. 85 cùng luôn. 33 15. Zen. Zen no mod 32 thua 14. Hơn 32 thua 18. 48 trận nha anh em. Bảy chín Giang Kha Giang Long 30 thua 18. Vua Lu Bu 29 thua 18. Trưa nay quyết định xong rồi Khải sẽ đổi phái con lôn nha nè. Nghe xinh đẹp. Con lôn xét 29 thua 19. Còn khoảng vài cao thủ chưa đi nè. Nên là mình không biết được top hay không thì cứ cố gắng nha nè. Lý Quỳ 28 thua 20. Đó. Thì cơ hội của Khải top 1 vẫn có nè. Cho đến bây giờ thì Khải là người thua thấp ít nhất 37 thắng và thua 7, còn 4 trận cuối cùng. Và trưa hôm nay sẽ quyết định nha nè. Trưa hôm nay sẽ quyết định. Rồi cho anh em xem xét đồ thì Khải đã chuẩn bị đồ con lông đao đầu đó rồi nè. Đây, đao hút động lực nè 5. Và đao bơ ca. Đao bơ ca này đao top 30 đánh cho cái đầu đạp tóc nè. Nhiều anh em bảo Khải thì hóng cái nỏ về, hóng cái nỏ về đao. Nhưng mà Khải không hóng đâu nè. Tỷ lệ hóng nó rất là khó dìa đao một phần không nói rồi. Nếu mà cho dìa đao đi, nếu mà cho dìa đao đi thì Khải bèo lắm cũng phải mất từ 1 đến 2 triệu mới có thể dìa đao. Và sau khi mà dìa đao rồi thì Khải đánh con lông đao một thời gian đi. Đến một lúc đó Khải muốn chuyển lại đường môn thì đỡ từ cái đao hóng về cái nỏ thì cực kỳ khó nè. Anh em nào xem livestream trên kênh YouTube của Khải này cũng biết rồi, hóng cái nỏ là một trong những cái gì đó nó rất là khó khăn nè. Nhưng anh em xem video trước thì Khải hóng 46 lần thì mới từ cây đao về cái nỏ được. Anh em thấy cực khổ chưa, rất tốn tiền. Nên là chắc là cây nỏ này Khải vẫn giữ nguyên nè, chứ Khải không dám hóng này mà. Nói chung là dư tiền thì hóng được, nếu mà đại gia dư tiền thì hóng được. Con tầm này mà đỡ đi hóng về đao rồi từ đao về nỏ lại quá, rất là tốn tiền nè, rất là tốn tiền luôn. Nên là Khải quyết định là không hóa nè. Thôi, chuẩn bị lần đấu nè em ơi. Anh em đang xem thì cho một like chia sẻ nè em ơi. Cố gắng 4 trận cuối cùng nha. Rồi, giờ 4 trận cuối nha nè em ơi. Chỉnh máu me đầy đủ rồi. Chỉnh máu me đầy đủ rồi. Hiện tại cái này đang kỹ năng 2 cấp nha nè. Hôm trước có 1 cấp thôi. Tầm này 2 cấp rồi, đánh không lại cái bàn nè. Này 2 cấp. Ông cái bàn này mà 2 cấp thì mình khó đánh lắm nè. Tại vì đam cực kỳ to. Đóng hai đóng là mình chết tại chỗ luôn, làm lật gọng luôn nè. Bốn trận cuối cùng quyết định top 1 hay top 2, top 3 sẽ quyết định bốn trận cuối cùng này. Cái bang này đục top 20 sao thương đồ, gặp mấy ông này đừng có chủ quan nha nè. Rất là khỏe luôn đó nè. Cái bang khỏe lắm. Mấy hôm mà mình không có lượng máu đóng mình một cái một hay thì một bụp một chết đồ
Đồ khá thì anh em cũng biết rồi, hiện tại đang kháng hỏa full và làm trọng 120, không mang chón nha nè. Đi lần đó mới mang cái nhẫn chống 40 vào. Nó phi dân. Rồi, trận cuối cùng. 4 trận cuối cùng, cố lên. Sau khi đánh xong 4 trận này thì Khải sẽ chuyển cung lô nha anh em. Chuyển cung lô đao nha anh em. Quên nhắc Tăng chứ. Nếu cái viện Tăng thì có gì đâu, cứ sáng mà rảnh thì dẫn đem đi phong độ rồi. Nếu mà tròn tháng Tăng ơi. Tăng ơi. Nếu mà tròn tháng thì cứ phụ đi, phụ cái bắn đồ phong độ buổi sáng đi. Tròn tháng thì được thì Khải cho 3-4 kim đó, coi như là Khải donate. Ok không? Ừ. Rồi ok. Tiền với Tăng không quan trọng nhưng mà nhiều vẫn có lấy. Gọi được rồi đó, ok. Ok ok. Thôi mà mình nãy là đi tăng cho 10k mana cho đẹp chứ lộn mới chính cái chín gì nữa sao sao á. Nhanh gọn, gọc cái ban là nhanh gọn. Một kiếp. Sao chồng. Hùng ơi. Hùng ơi. Tăng là 50 tăng 100 coi. Yeah. 10k rồi đẹp. Rồi, ok. Tiếp tục anh em ơi. Gặp AK ngày 10 kiếm anh em. Ngày 10 kiếm anh phong ca trong ban Khải, anh thua Khải mấy trận rồi anh em, không ăn được Khải. Rồi, tiếp tục những mùa máu. Hai điểm. Ở trong rồi, thôi. Phong ca thôi ta. Chờ anh Phong ca gặp mình. Chết uống quá. Quá rồi. Cũng mẹ. Tại vô dịch anh đứng lại. Cầm cái gì kỳ vậy? Rồi. Kêu dần cuối năm ơi. Trận đấu thứ hai. Chỉ thua tầm này chỉ thua mình thiên bang, chả thua ai nè. Thua thì mình thiên bang. Lại, nếu có thi yên VIP, nếu có cái bàn VIP thì mình đâu còn khó đánh nè. Còn tầm này sợ mở thiên bang. Đừng gặp thiên bang được. Gặp thiên bang là xác định số phận, thua một trận cho nó nhanh. Tại vì Khải thua thiên bang còn 2 trận, 3 trận nữa nè. Không thể đánh nổi thiên bang. Kỳ hợp mà, sẽ nói được. Back auto đi anh. Top 1 rồi. Thấy con tù đây. Má ông này không tắt nè. Đậu bang mình nữa nè. Không tắt auto à. Không tắt auto à. Đứng chém chém nè. Chém chém nè. Chém chém nè. Không tắt auto. Má ông bang mình ớn thiệt. Rồi ok. Thắng 2 trận anh em ơi. Hôm nay top 1 rồi, còn 2 trận cuối cùng. 2 trận cuối cùng rồi nè. 2 trận cuối cùng, win nữa là auto top 1, 2, 3, 4 rồi. Không biết là nắm được top 1 hay không, nhưng mà Khải nghĩ chắc chắn trong đầu là top 1, 2, 3, 4 là cái chắc rồi nè. Nãy giờ gặp 2 ngày 10 kiếm rồi nè. Nói chung ngày 10 kiếm tầm này đánh không lại Khải đâu nè. Bất ca cỡ nào cũng chấp với Khải thôi. Xí vài cá là bốc hơi rồi. Gặp 2 người trong bang hết rồi nè. Toàn ngày 10 kiếm rồi. Ngày 10 kiếm nói chung là ạc đó với ạc AK nè, ông anh trong bang nè, Khải Quỳnh biết nhiều trận nữa nè. Gặp Khải là chỉ có nước buông tay chịu chói thôi, chứ còn đỡ đánh mất thời gian. AK còn thua Khải 5-7 trận rồi nè. Rồi Hào Ca lúc nãy là ông anh trong bang mới mua ạc nè, ông anh trong bang mới mua ạc ấy. Vô anh em ơi, trận thứ 3. Ôi, lắc đá cho mình xuống dưới này.
một phút. Hiện tại đang top 1 đó nha anh em, lên top 1 đấy. Hai trận cuối cùng. Trong vu quy nói lên thiên ta đau lòng, anh em mang về dự hôn lễ hương ngày xưa nơi đây nguyện là một kết duyên. Mười lăm năm ai có mấy chữ tình, né thiên bang là được nè. Ok, con đau chạy đâu, chạy đâu. Ok, bây giờ con lông đau nè. Rồi ok anh em ơi, nói chung là vừa rồi xong 3 trận là chắc còn trận cuối nữa, từ từ đánh được anh em. Tại vì muốn đánh thì đánh cũng được thôi, trận cuối thôi. Mà tầm này top 1 rồi nè, không còn đánh nữa nè. Tháng 40, thua 7, tỷ lệ 85% với 1.580 giây. Hiện tại đang top 1 nè. Nói chung là tầm này thì nếu mà đỡ tham khảo vào cái thị trường liên đấu mùa này, liên đấu tự do thì Khải chắc chắn là nằm ở top 2, 3, 4 rồi nè. Còn top 1 này chưa dám chắc anh em, tại vì còn có đến 2 đến 3 cầu thủ họ chưa đánh liên đấu nè. Là không biết là họ có đánh hay không thì mình chưa biết, nhưng mà cho đến bây giờ họ vẫn chưa đánh. Đây top 2 cho anh em xem lại. Đó. Top 2 thua 10 rồi. Top 2 là đi độ 48 rồi. Top 3 thua 9. Top 4 thua 13. Đường môn em, mùa này Khải đánh đường môn em. Nói chung mùa này Khải đánh nhưng mà Khải không có làm video em ơi. Đa số cứ vào rồi gặp Excel nhiều quá, nên là Khải cũng không muốn làm video làm gì. Đa số gặp Excel của mấy ông kia quá trời luôn, nên là cơ hội win cũng khá là nhiều, quá dở. Còn thua 7 trận đó là thua toàn cao thủ VIP không em. Thua anh em độc đao nè, rồi thua cái băng bỏng nè, thua ngày 10 kiếm cũng có, nhưng mà lúc đó chưa có phòng thủ nên thua ngày 10 kiếm. Tầm này full rồi cũng không có sợ. Anh em cùng xem sơ qua top 10 đó. Nói chung tầm này thua thiên bang nè, gặp thiên bang chỉ có thua không đánh được. Top 9, top 10. Rồi ok, anh em xem video này cho Khải một like chia sẻ nè em ơi. Chuẩn bị Khải chiến cho con lông đao nè. Đây, chiến con lông đao luôn cho anh em xem. Được hết nè. Chuyện này chiến con lông đao rồi nè. Được hết máu cho cờ lon nè. Đây, đi đổi con lông thôi. Lâu rồi mới quay lại con lông đao nè. Con trang, ba lần. Con lông, đổi phái, tín hoặc môn phái. Ok, đường môn chơi những thời gian nè em. Đổi phái cho nó đỡ chán rồi nè. Ta muốn giao nộp tín hoặc môn phái. Rồi, cắt hết đồ đã. Đường môn khác cũng đâu phải dạng vừa đâu anh em. Chém nước cho chuyện à, đậu xanh. Rồi, đổi con lôn kỹ năng 2 cấp nha nè. Rồi, chủ lưới rồi. Ta muốn chuyển môn phái khác. Cùng lôn. Đào pháp, kiếm pháp. Đào pháp, ok. Rồi, xong. Sau khi liên đấu xong được top 1 thì chuyển phá nha nè. Giờ còn một trận cuối cùng đỡ đó cũng được, không cần đánh cũng được nè. Ok. Mặc đồ vô. Con lông đao tung hành giang hồ. 1, 2, 3, 4. Rồi áo này thông pháp 165 luôn hả? Vãi nồi vậy. Cái này phải lên đảo một lần nữa rồi. Làm gì làm phải lên đảo rồi nè. Đây, đồ của lông đao thì Khải đã chuẩn bị rồi. Nón nè.
nón bao tay các kiểu rồi nè, nón pin mọc, nón này khai sẽ xuống nón lá này, rồi bao tay này, nhẫn thủy này, đao này, đó, nhẫn này cất vô, cất vô, sẽ dư lại bao tay với lại nón thủ lý nè, dư lại hai món thủ lý nè, rồi ok xong set đồ này nè, kháng lôi 58, rồi Khải lượng ngọc bội này là lá kháng lôi cao nè. Khải có ngọc bội sinh lực 130 mấy, kháng lôi 27 nè. Lấy cái này kháng lôi đi. Hôm trước có người cặp mà không bán nữa. Rồi. Rồi, xong set đồ rồi nè. Anh em xem set đồ nè. Bao tay, kháng lôi 30. À, nón, nón này Khải sẽ xuống nón lá nè. Anh em biết rồi, Khải thích nón lá này biết rồi. Áo đai lưng, giày, nhẫn, ngọc bội nhẫn dưới, ngọc bội đai lưng, phi dân, kháng cả 13. Rồi, ok, được Khải lên đảo thì tay điểm lại luôn em ơi. Đường nào cũng phải lên đảo. Nó cho một lần tài tử miễn phí mà giờ lỡ tăng vô thân pháp á, nó mặc đồ rồi. Giờ thì không, giờ phải lên đảo một lần nữa mới bỏ cái điểm thân pháp này, bỏ điểm thân pháp đi. Bỏ điểm thân pháp đi nên là thôi, đừng nào cũng phải lên đảo. Lên đảo luôn đi. Nó được đổi phá được tài tử một lần miễn phí nữa nha nè. Đó, giờ lên đảo tại là điểm này. Rồi. Tăng điểm tìm đằng trước trong phái đâu. Trong phái. Giờ trước khi tăng phái tăng mấy cái này chứ. Dư điểm đó làm gì? Xem đồ với kỹ năng đợi tới nè mày, khả năng tăng điểm xong rồi cho anh em xem nha. Chống phái, đào tóc 20 thì phải tăng 28 điểm. 28 điểm chống phái. Nếu mà dư khả tăng mát luôn nè. Đó. Đào tóc 20 mà. Ồ, hai kỹ năng. Đã hai kỹ năng thì 28 thì nó lên 30. Ok, dư tròn 30. Tại vì Khải đang có hai kỹ năng nữa nè. Còn cái này thì Khải tăng tròn 30. 20 này. 19. Rồi. Thiên nhu cực. Cái này tăng 19, nếu mà hết phi phong là còn 19. Rồi. Cuồng phong sầu điện tầng 2. Tầng 2 mát. 1 điểm, 1 điểm. Côn lôn đao pháp chí mạng tầng mát nè. Rồi, skin một ít mắt nè. Này chút mắt điểm nè, dư điểm nè. Này mắt vẫn là một thật rồi mà. Dư điểm là cái chất này, ok. Vừa dư điểm nha nè. Trời, tầm này chém hơi bị ngon luôn nè. Dư điểm, đẹp quá. Dư đến một điểm luôn nè. Một điểm này chất tăng vô skin chống phái cũng được. Hoặc là hiển thiên vô cực cũng được nè. Chống phái 28 nè. À, số 7, 110 mấy. Rồi, chống phái đi. Thì nhu cực mắt 30 rồi, không hoàn toàn. Khi nào hết phải không tính tiếp. Rồi, xong thôi. Hiện tại này đang hai kỹ năng mà anh em. 4k lực tây. Tăng nhẹ nhẹ thì lực tây là bao nhiêu? 4k lực tây rồi. Rồi, ok, lên chọn 5k nha anh em. Chọn lên chọn 5k, chém thông kim ai chịu nói. 4k 9. Chọn 5k thì bao nhiêu điểm? Chọn 5k khoảng 330 được ấy. Chọn 5k nha anh em. Rồi, mắt sinh khí. Ok chưa? Trời ơi, máu 3k9, châu vậy. Châu vậy. Trời ơi, tầm này máu 3k9 con lông đao, tầm này máu 3k9 quá châu rồi nè. Ok nha. Tầm này cứ đứng chém xe là y bài luôn nè. 5k tròn lực tay ok rồi. Cho anh em xem lại set đồ một lần xuống đảo nè em ơi. Bà tay kháng lôi. Ngọc bòi kháng lôi. Full set tím nè nè. Nhận chón 40 kháng hỏa. Dày chó 40 kháng hỏa. Đai một thủ lần lý làm chậm. Nhẫn làm chậm. À, nón kim đẹp trai. Áo thổ. Đai phòng thủ rồi. Đao, đao tóc 30. Hiện tại đao tóc 30 thôi, còn cái nỏ thì Khải không hóng nè. Rồi cái đang mau đao tóc 30. Nói chung chống phái nâng mắt cũng được nè. Tầm này chống phái nâng mắt được. Tầm này mắt lắm tật tại kinh mà ngại gì nữa. Rồi xuống đảo. Anh em xem video này thì cho Khải một like chia sẻ cho anh em đây. Nhiều anh em mới vào chưa biết được thì đây Khải xong cái liên đấu rồi nha anh em. Xong liên đấu rồi, nói chung là sau khi hoàn thành cái chuỗi đường môn liên đấu
đơn đấu tự do thì Khải đã được hiện tại đang top 1. Và có rất top hay không thì Khải chưa biết, nhưng mà Khải nghĩ trong đầu chắc chắn anh em rằng top 1, 2, 3, 4 chắc chắn sẽ thuộc vào Khải. Đó, còn một trận Khải không đánh nè. Ok chưa? Rồi, đi hoạt động thôi anh em ơi. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái nút thông báo bên cạnh để theo dõi những video tiếp theo, cũng như là theo dõi trực tiếp những buổi livestream từ kênh Khải nha anh em. Ok, hôm nay chuyển về con Long Đao, tối Long Kim cũng như là con Thần Chiến nha anh em, phụ ban nha anh em.